Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời. Ai rồi cũng sẽ rời bỏ mình, nhưng con thì không được rời bỏ chính mình. Thời gian cũng sẽ chữa lành cho con thôi mà. Tùy đua đâu rồi hả? Cậu ơi, cậu cho tôi vài ngày đi, cậu ơi. Cậu cho tôi vài ngày đi. Ba ngày nữa. Ông không có tôi đốt căn nhà này nha. À. Thôi. Đi cái đâu hay cái đó. Thank you.
Mẹ! Rượu! Mẹ! Rượu! Rượu! Tại đẻ ra mày mà bà mới sanh bệnh, tại mày mà bà mới chết, tất cả là tại mày. Nhà này bị như vậy là tất cả tại mày, mày hiểu không? Con đi theo chú. Thank you.
Nhanh lên con. Để con cứ tập trung gỡ những chiếc gai đó thì làm sao con có thể thấy được những điều này. Nhanh lên con. Ai rồi cũng rời bỏ chúng ta mà đi. Nhưng có điều mình không được rời bỏ chính mình, con ạ. Rồi thời gian sẽ chữa lành cho con. Ân ơi, con đang ở đâu? Ân ơi, về nhà đi con.